trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dân vũ Hòa Nhuệ với tiết mục Khách đến chơi nhà. Mời các vũ công của chúng mình ra đi ạ. Tối quá. Tối chứ nhìn thấy hoa mai đâu. Chị quay từ đầu cuối. Three, two, one, go. Gia đình chát, xa người ngoan đứng hát thì dễ hơn ai lại tay lòng.
chơi nhà, hãy đến chơi nhà rằng của phụ nữ cả nước đang hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được sự nhất trí của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Đồng cùng các cấp chính quyền địa phương, hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2023, Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Nhạy long trọng tổ chức đêm giao lưu mừng câu lạc bộ dân vũ Phụ nữ thôn Hòa Nhạy sinh nhật lần thứ nhất. Trong một năm qua, câu lạc bộ dân vũ thôn nhà đã tổ chức tham gia nhiều đêm giao lưu cùng với các câu lạc bộ trong và ngoài xã, phục vụ các hội nghị, các chương trình giao lưu của địa phương, cũng như mừng thọ các cụ, chúc mừng năm mới, hội nghị mặt trận thôn, đêm hội trăng rằm cùng các cháu thiếu nhi, liên hoan văn nghệ chào mừng quốc tế phụ nữ 8/3. Bộ môn dân vũ không chỉ mang lại cho chị em sức khỏe, giúp câu lạc bộ, giúp các chị em trong câu lạc bộ hàng ngày rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai, sự linh hoạt, mang lại tinh thần sảng khoái và là sân chơi vui vẻ có ích, góp phần tô thắm thêm cho phụ nữ Việt Nam hiện đại không chỉ kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang mà còn tự tin, duyên dáng, xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Là đầu tiên cho phép con thay mặt ban tổ chức gửi tới các vị đại biểu khách quý, các bà, các mẹ cùng toàn thể chị em cũng như gần 300 nữ công của các câu lạc bộ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đêm giao lưu thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà cùng toàn thể chị em, về dự đêm giao lưu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo xã có ông Nguyễn Trọng Đài, bí thư đảng bộ xã, ông Phạm Minh Thảo, phó bí thư thường trực cùng các ông bà đại diện cho thường vụ hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo thôn, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu của ông Phạm Quang Chí, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng các ông bà trong ban chỉ huy chi bộ. Đông đủ để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt hơn nữa, ban tổ chức xin được giới thiệu một người con của quê hương Hòa Nhuệ đã thân đi và xây dựng gia đình ở Long Thành, Đồng Nai, nhưng hôm nay với niềm nhiệt huyết và lòng yêu mến quê hương mà đã về đây chung vui với chị em và tổ chức cho chị em trong câu lạc bộ dân vũ Hòa Nhuệ một đêm sinh nhật thật là ấm cúng, đó là bà Phạm Thị Thảo. Bà Phạm Thị Thảo, nhà tài trợ vàng của câu lạc bộ đến từ Long Thành, Đồng Nai. Trong năm qua, bà đã tài trợ cho câu lạc bộ số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Bà luôn luôn dõi theo và đồng hành từng bước đi lên của câu lạc bộ, cũng như bà rất tâm huyết với nhiều phong trào quyên góp của thôn như ủng hộ các cháu thiếu nhi tu sửa nhà văn hóa, sân sửa đình làng, làm đường bê tông, sân thể thao vân vân. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu
tục biểu diễn cho câu lạc bộ đêm nay trị giá lên đến 4,5 triệu đồng. Và ban nhạc cưới Khang Hiên ủng hộ cho chương trình 2 triệu đồng. Bà Phạm Thị Hiên, hiệu trưởng trường Mầm non Nhân Giáp, tài trợ 500.000 đồng. Ông Phạm Văn Vận và ông Phạm Văn Phương tài trợ cho 500.000 đồng. Bà Phạm Thị Hiên, hiệu trưởng trường Mầm non Nhân Giáp, 500.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Thẩm tài trợ cho chương trình 300 triệu đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, một bộ phận không thể thiếu được đóng vai trò quyết định cho thành công của chương trình giao lưu hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hơn 300 bố công đến từ 12 câu lạc bộ trong và ngoài xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin được trân trọng tham qua chương trình đến giao lưu sau ban nhạc chào mừng đã xong. Không có lý do giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình giao lưu, ba lãnh đạo xã và thôn lên tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ, 4 tặng cờ và quà cho các câu lạc bộ đến tham gia giao lưu, 5 đại diện lãnh đạo thôn lên phát biểu và đại diện nhà tài trợ lên phát biểu, 6 là xong. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thảo, nhà tài trợ chính của chương trình. Xin mời bà lên nhận hoa của lãnh đạo xã. Xin kính mời ông Nguyễn Trọng Đại lên tặng hoa cho bà Phạm Thị Thảo. Ông Phạm Minh Thảo tặng hoa cho chủ nhiệm câu lạc bộ. Xin kính mời hai ông ạ. Xin kính mời câu lạc bộ dân vũ hoa phượng.
trọng kính mời đại diện câu lạc bộ dân vũ Hoa Hướng Dương. Trân trọng kính mời câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Mai Tiên Đồng. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Aerobic Lima. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ dân vũ thôn Văn Vật. Trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dân vũ thôn Thanh Bình. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ khiêu vũ Mầm Non Nguyên Giáp. Kính thưa các đồng chí, thay mặt các đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể trong xã Tiên Đồng, kính thưa ban chỉ huy lãnh đạo thôn Hồi Nhuệ cùng bà con thôn Hồi Nhuệ, hôm nay rất phấn khởi chi hội phụ nữ thôn nhà tổ chức sinh nhật cho câu lạc bộ đời dân vũ trong thôn. Thay mặt ban chỉ huy, tôi xin chân thành cảm ơn sự
từ ngày thành lập đến nay, sự chung tay góp sức của bà Phạm Thị Thảo là con của người con của quê hương công tác tại Long Thành, Đồng Nai đã tài trợ trong suốt quá trình thời gian vừa qua cho câu lạc bộ dân vũ thôn nhà. Xin chân thành cảm ơn đại tá Phạm Văn Thiệu cùng doanh nhân Phạm Văn Dung là người con của quê hương công tác ở thành phố Hồ Chí Minh khi biết câu lạc bộ dân vũ tổ chức cũng đã gửi quà về tặng. Cảm ơn sự chung tay góp sức của gia đình anh Phạm Văn Khang, gia đình anh Phạm Văn Trụ cùng nhiều gia đình và cá nhân đã ủng hộ cho câu lạc bộ dân vũ thôn nhà có được trong thời gian vừa qua và trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự có mặt chung tay góp sức của đội dân vũ thôn nhà và các đội dân vũ trong xóm của xã trong xã và các đội dân vũ của các xã bạn đã về đây chung tay cùng góp sức cùng câu lạc bộ dân vũ thôn nhà tổ chức thành công hôm nay. Thay mặt lãnh đạo chi ủy lãnh đạo thôn nhà xin chân thành cảm ơn chúc tất cả mọi người có mặt hôm nay có một sức khỏe dồi dào, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp, xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu bà Phạm Thị Thảo, nhà tài trợ chính của chương trình, lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa Nguyễn Trọng Đại, Bí thư Đảng ủy xã Kim Động. Kính thưa các ông bà, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiên Động, kính thưa ông Phạm Văn Chí công tác, các ông bà thay mặt cho chi ủy, chi bộ, các ban ngành đoàn thể thôn Hòa Nhuệ, kính thưa các bà con, các chị là thành viên trong các câu lạc bộ dân vũ, thưa toàn thể bà con nhân dân của quê hương thôn Hòa Nhẹ. Quê hương là một chùm khế ngọt cho tôi trèo hái mỗi ngày, quê hương mỗi người chỉ một, nhưng mà chỉ một mà thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không nấn nổi thành người. Đó là các câu thơ của các cụ đã để lại. Những câu thơ trên đã nói lên phần nào tâm sự, tình cảm của các thế hệ, những người con của quê hương Hòa Nhuệ, thôn thân yêu của chúng ta khi đang đi công tác xa quê. Trước những tình cảm đặc biệt này, hôm nay đã dành. Hôm nay đã dành cho những người con của quê hương đang công tác xa quê nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Tôi vô cùng xúc động và tự hào về làng Hòa Nhuệ thân yêu. Với tôi thực sự là một chốn quê hương, là cõi đi về cho bao thế hệ. Tôi lúc nào cũng tự hào rằng làng Hòa Nhuệ luôn cần cù trong lao động, dũng cảm kiên cường trong kháng chiến, chống giặc ngoại xâm và cũng phải chịu đựng nhiều tổn thất trước thiệt hại dịch họa, mất mát nhiều trong chiến tranh, giữ làng giữ nước. Ngày nay trong công cuộc đổi mới toàn bộ toàn diện do Đảng lãnh đạo, nhân dân làm đoàn kết nên nêu cao phong trào đoàn kết, hội nông dân, phụ nữ, hội cựu chiến binh và thanh niên họ đã và đang phát triển mạnh, có nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập. Từ đó làng Hòa Nhuệ đã được thay da đổi thịt bởi đời sống nhân dân được thay đổi và nâng cao. Làng Hòa Nhuệ đã vinh dự được công nhận là làng văn hóa trong những năm gần đây. Đảng và nhà nước
có nhiều chủ trương chính sách phát triển nông thôn mới. Ngoài những sự cố gắng của cán bộ và nhân dân, thì những người con của làng đang công tác xa quê cũng đều trăn trở và tâm huyết cùng nhau đóng góp những giúp đỡ quê hương phát triển, như xây dựng đường, trường, trạm, nhà văn hóa, giữ lại những di sản văn hóa như cây đa, giếng nước sân đình. Rất nhiều những người con tâm huyết tập hợp các con em cũng hướng về quê hương, đó là ông Trung tướng Phạm Quang Hợi, ông Đại tá Phạm Văn Thiệu và nhà nhân dân Phạm Văn Dung. Tôi rất trân trọng và biết ơn những tình cảm của các ông đối với quê hương và cũng là những động lực để tôi nối tiếp những truyền thống đó. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, với tôi đã xa quê hơn 40 năm nhưng chưa thành đạt. Nhưng lúc nào tôi cũng có tâm huyết muốn làm một việc gì đó cho quê hương. Trong các phong trào xây dựng phát triển quê hương, bản thân tôi đều có tham gia đóng góp những phần nhỏ bé vào xây dựng quê hương, đó là tấm lòng của riêng tôi. Hôm nay tôi rất vinh dự được ban tổ chức cho phép tôi thay mặt con em xa quê phát biểu ý kiến. Tôi vô cùng cảm động, không biết nói gì hơn, chỉ có đôi lời tâm sự mộc mạc, mong được sự thông cảm của mọi người. Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các vũ công cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, thành đạt, gia đình hạnh phúc. Chúc cho câu lạc bộ dân vũ thôn Hòa Nhẹ tổ chức sinh nhật 1 năm tuổi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của bà Phạm Thị Thảo. Xin kính chúc bà và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Bà quan tâm hơn nữa đến các phong trào của địa phương cũng như của câu lạc bộ dân vũ. Tiếp theo, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, là các chương trình biểu diễn của đêm giao lưu hôm nay. Mở đầu, thay mặt cho chương trình xin giới thiệu, hôm nay có mặt của câu lạc bộ khiêu vũ mầm non Nguyên Giác với nhịp điệu cha sôi động, với các vũ công thật là xinh đẹp và duyên dáng, đã hóa thành những vũ công thật khỏe khoắn và trong bộ trang phục khiêu vũ cực kỳ lộng lẫy với nhạc phẩm Tất Quá Nhân Gian. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ khiêu vũ mầm non Nguyên Giác. Thank you.
Thank you.
phẩm Nồi Lửa Lên Em của câu lạc bộ dân vũ thôn Đoàn Khê. Xin kính mời các chị. Tiếp theo là sau câu lạc bộ dân vũ thôn Đoàn Khê thì sẽ đến câu lạc bộ tiếp theo Đoàn Khê là sẽ đến Mộng Đẹp Ngày Xưa của câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ. Xin trân trọng kính mời câu lạc bộ dân vũ thôn Đoàn Khê. Xin trân trọng kính mời Mộng Đẹp Ngày Xưa của câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ. Xin trân trọng kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức ạ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ai có bé cháu nhỏ thì chúng mình quản lý nhá. Mọi người để cho các cháu bé ra ngoài như thế là không an toàn cho các cháu đâu ạ. Người đi xây hồ kẻ gõ của các câu lạc bộ dân vũ thôn Văn Vật ạ. Xin kính mời vũ đoàn ạ. Tiếp theo thôn Văn Vật là vũ đoàn đến từ câu lạc bộ Đồng Tâm với cánh hồng phai.
đồng hồ làm ta di động trên cỏ đất cây. Thank you.
Xin cảm ơn vũ đoàn ạ. Tiếp theo với một đoàn vũ công xinh đẹp, trẻ trung năng động với trang phục cực kỳ nóng bỏng, xin quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Aerobic Nina cực kỳ sôi động trong năm. Qua phần thể hiện của câu lạc bộ Aerobic Nina, xin quý vị cùng thưởng thức. Tiếp theo là phần biểu diễn của quá yêu đương nhưng sau đành bước xa ra. Dòng lệ người sẽ làm hay, lệ này người khóc vì ai.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.